Vâng, xin chào các bạn tiếp tục với đến với kênh của mình nha bạn. Thì hôm nay mình cũng đã cập nhật cái iOS 14.4.1 lên cái điện thoại là iPhone 11 Pro Max của mình rồi nha các bạn. Thì mình cập nhật từ hồi tối hôm qua thì đến chiều ngày hôm nay thì là cũng được một ngày rồi. Thì mình cũng sử dụng bình thường như những ngày khác và các tính năng bình thường. Đó, thì hôm nay mình sẽ xem lại cái lưu lượng pin tụt cho các bạn xem nè. Đây nè. Là từ sáng nè, từ ngay chỗ này nè, và lúc 6 giờ là mình sạc 100% lúc nó rút ra nè. Đó thì mình xài nó có lượng pin nó từ từ đó, nó còn nhiêu đây là đến chiều, thì bây giờ nó đã là 6 giờ chiều rồi, nói chung là đã trải qua 12 tiếng. Qua 12 tiếng thì pin nó vậy đó, thì như các bạn cũng cũng thấy thì theo mình nhận định thì nó cũng là không có tụt nhanh nha các bạn, tại vì mình là nhắn tin Zalo, lướt Facebook và coi video thường xuyên liên tục nha các bạn. Thì đó, cái lượng pin nó tuồn vậy, theo mình là mình thấy ổn đó. Thì này mình chỉ nói sơ cái lượng pin và cái nóng máy thì là không có luôn, tại vì cái điện thoại này mình đã đổi phôi SIM mới nha các bạn. Đó, mình đổi phôi SIM mới của iPhone rồi, của nhãn hàng của nhà mạng Mobi rồi đó. Thì nó chạy rất ổn, nói chung là không nóng và không có lắc máy và cũng không tụt pin nhanh. Đó, như như các bạn nói thì mình là có mẫu điện thoại nào trên tay thì mình sẽ cập nhật liền con điện thoại đó để cho các bạn tiện theo dõi và có cái quyết định khi mà nâng cấp hay là không. Thì theo mình đối với cái điện thoại iPhone 11 Pro Max này thì mình nên cập nhật, nói chung không phải là nên cập nhật nhưng mà mình đã lên rồi thì mình cứ lên cứ cập nhật, nó sẽ không sao, không lỗi không gì hết đó. Thì như mình cũng đã cập nhật lên những cái dòng điện thoại trước là XS Max và iPhone 7, thì cái lần này là 11 Pro Max thì mình thấy nó ổn nha các bạn. Đó thì các bạn đã nâng cấp rồi thì có gì có thể comment ý kiến vào cái video này để cho những bạn khác có thể đọc được và có cái nhận định và có nên nâng cấp hay không. Đó thì mình hôm nay video này mình quay ngắn, test nhanh, không có nói nhiều với dài dòng. Thì các bạn có thể thấy hay, các bạn có thể cho mình đăng ký kênh, chia sẻ và đến mọi người cùng biết nha các bạn. Thì bạn nào đã đăng ký cơ đã nâng cấp lên rồi thì các bạn có thể comment phía dưới để cho ý kiến cho các bạn khác có thêm nhiều cái nguồn thông tin để tham khảo nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn.